Bạn muốn học tiếng Trung? Bạn muốn học một khóa học có giá viết bản ngữ với một mức chi phí hợp lý nhất? Vậy thì Trung tâm Tiếng Trung Shop xin giới thiệu đến các bạn khóa học Hàn ngữ tại trung tâm. Khóa học này dành cho ai? Học viên mới làm quen với tiếng Trung, học viên mong muốn trình độ có thể đạt được từ HDK2 cho đến HDK6, học viên muốn xây dựng một nền tảng vững chắc để có thể tự tin phát triển năng lực tiếng Trung một cách nhanh nhất. Lộ trình khóa học như thế nào? Mỗi khóa học sẽ kéo dài từ 2 cho đến 3 tháng. Bạn sẽ được học khóa học sơ cấp cho đến khóa học cao cấp với tổng cộng là 6 khóa học. Phương pháp học tại shop, chúng tôi chú trọng dạy phát âm chuẩn và giao tiếp thuần thục, nắm bắt kiến thức và áp dụng thực tế cùng các bài tập đọc hiểu và luyện tập, kiểm tra định kỳ giữa và cuối khóa học, giáo viên bản ngữ xen kẽ trong các buổi học. Kết thúc khóa học, học viên đạt được những gì? Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung, đọc, dịch lưu loát, trôi chảy nhiều tài liệu văn bản, tác phẩm của tiếng Trung Quốc, du học, du lịch Trung Quốc mà không gặp phải bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào, và cuối cùng là nắm được cách làm bài thi HDK. Shop cam kết chuẩn đầu ra cho từng học viên, bạn sẽ được học lại nếu như chuẩn đầu ra của bạn không giống như cam kết của chúng tôi. Chưa hết đâu, để nâng cao tinh thần học tập của các bạn học viên, tạo động lực cũng như khuyến khích các bạn tham gia vào các khóa học tại trung tâm Shop sẽ trao những suất học bổng cho các bạn học viên là con em gia đình chính sách, giảm 30-50% học phí cho các khóa học tiếp theo nếu đạt được thành tích học tập xuất sắc. Học viên đạt chứng chỉ trong kỳ thi sẽ nhận ngay học bổng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Đừng quên gọi về số hotline để được tư vấn về khóa học phù hợp. Và ngoài ra cũng đừng quên truy cập vào địa chỉ website trungtamtiengtrung.edu.vn để được cập nhật thêm về các khóa học, lịch khai giảng cũng như về các chương trình ưu đãi tại trung tâm nhé. Đăng ký ngay khóa học tại Shop để cùng nhau chinh phục tiếng Trung nào. Shop, tiếp cận ngôn ngữ, chạm đỉnh thành công.